Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện của khách hàng sẽ về các ngày cuối tháng và bắt đầu thực hiện. Vậy tại sao phải thay đổi và việc thay đổi này có ảnh hưởng gì đến khách hàng? Phóng viên Đài Phát thanh huyện Tứ Kỳ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Điện lực huyện Tứ Kỳ. Thưa ông Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Điện lực huyện Tứ Kỳ, trước tiên thì xin ông cho biết tại sao chúng ta lại có cái sự thay đổi về cái lịch ghi chỉ số công tơ điện? Với mục tiêu chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả minh bạch, dễ giám sát việc ghi chỉ số công tơ, lập hóa đơn tiền điện cho các bên mua và bên bán, đồng thời phù hợp với yêu cầu của một số cơ quan quản lý nhà nước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng cái lộ trình triển khai từng bước thống nhất việc ghi chỉ số công tơ tiêu thụ điện năng cho khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng. Trước đây, để ghi chỉ số công tơ hàng tháng, nhân viên điện lực phải đến ghi chỉ số công tơ trực tiếp tại địa điểm sử dụng điện của khách hàng do công tơ là công tơ cơ khí. Do đó, các công ty điện lực phải tính toán chia làm nhiều phiên ghi chỉ số trong tháng để sử dụng lao động một cách hợp lý. Đến nay, cái số lượng công tơ điện tử có tính năng đo xa đã được lắp đặt của Tổng công ty Đông Bắc đã đạt trên 77%, nên việc ghi chỉ số truyền dữ liệu đã được thực hiện tự động từ xa. Số lượng công tơ phải ghi chỉ số trực tiếp không còn nhiều. Do vậy, các công ty điện lực nói chung và điện lực Tứ Kỳ nói riêng sẽ thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng trong năm 2023. Tiến tới trong năm 2025 sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối cùng của tháng. Vậy thưa ông, thì việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện sẽ được Điện lực huyện Tứ Kỳ thực hiện như thế nào thưa ông? Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào các ngày cuối tháng sẽ được Điện lực Tứ Kỳ thực hiện như sau. Điện lực đã và đang thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến khách hàng trước khi thực hiện ký thỏa thuận với khách hàng. Sau đó, Điện lực sẽ thực hiện ký thỏa thuận thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ bằng hình thức ký giấy đến tất cả các hạng công cộng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Hiện nay, Điện lực đang có 64.228 khách hàng ký hợp đồng mua bán điện sau trạm biến áp công cộng. Việc thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Thời gian thay đổi dự kiến là 10 ngày trên một khách hàng. Thay vì việc chốt chỉ số công tơ của các khách hàng theo lịch ghi chỉ số công tơ hiện tại, thì Điện lực Tứ Kỳ sẽ thực hiện công tác này vào ngày thay đổi. Việc phát hành hóa đơn và thu tiền điện sẽ thực hiện là được dịch chuyển theo. Điện lực sẽ thông báo cho các khách hàng qua các kênh như là SMS, Zalo và email cùng các cái phương tiện thông tin đại chúng mà hai bên đã thỏa thuận. Như vậy thì số ngày sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng lên từ 30 ngày lên 40 ngày so với trước đây, đồng nghĩa với việc mà sản lượng cũng như là số tiền mà khách hàng đóng sẽ tăng lên. Vậy việc này có ảnh hưởng gì đến khách hàng hay không thưa ông? Trong tháng có thay đổi ký số tơ thì sản lượng điện của khách hàng sử dụng trong thời gian tương ứng với cái thời gian hiện tại và sẽ được tính chung với sản lượng khách hàng sử dụng điện từ ngày ghi chỉ số công tơ hiện tại đến ngày thay đổi phát hành trong hóa đơn tiền điện. Khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng điện trước và thanh toán tiền điện sau. Do đó, việc thay đổi ghi chỉ số công tơ lên số ngày sử dụng thực tế khách hàng là sẽ nhiều hơn 10 ngày. Tiền điện và khách hàng sẽ trả tiền điện chậm so với lịch thanh toán cũ. Tiền điện của khách hàng sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện thực tế sử dụng ghi nhận trên công tơ và giá điện theo quyết định số 1602, quyết định của Bộ Công Thương ngày 04 tháng 5 năm 2023. Do đó, việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ sẽ không làm thay đổi quyền lợi khách hàng. Ngoài ra, cái mức sử dụng điện từng bậc thang đối với khách hàng mua điện sinh hoạt khi thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ sẽ được quy định tại khoản 5 điều 1 thông tư số 09/2023 Bộ Công Thương ngày 21 tháng 4 năm 2023. Và trong đó thì quy định như sau: trường hợp cấp điện mới cho mục đích sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua điện, thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ ấn định trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện, thì mức sử dụng điện của từng bậc
được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó. Như vậy khi thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, phần điện tăng thêm do thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ thì mức sử dụng điện từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó. Do đó có thể nói việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng sử dụng điện. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh huyện Thường Tín.